Hưởng ứng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Cựu chiến binh quận 3 kết hợp cùng Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp nhận khoản đóng góp xây dựng nhà tình thương cho cựu chiến binh trên địa bàn. Dịp này, Công ty xử lý chất thải Việt Nam đã trích quỹ phúc lợi xã hội của đơn vị đóng góp khoản hỗ trợ này. Đây cũng là hoạt động xã hội được đơn vị quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua.